Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Trong những cái bài học tiếng Việt mà cô và các em đã cùng nhau trải qua thì có hai bài. Bài thứ nhất đó chính là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Bài thứ hai là đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài thứ ba, đó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Vậy ba bài này có mối quan hệ gì với nhau? Đầu tiên, cái hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người cho chúng ta thấy rằng cái nhu cầu giao tiếp của con người trong cuộc sống hàng ngày là để bày tỏ, trao đổi cái thông tin, cái tình cảm, tư tưởng cũng như là tạo lập mối quan hệ của họ. Cái thứ hai là đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cho chúng ta thấy cái hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người được thể hiện qua hai phương tượng chính. Thứ nhất là ngôn ngữ nói và thứ hai là ngôn ngữ viết. Trong đó thì cái ngôn ngữ nói này là cái được thể hiện cơ bản, chính yếu hàng ngày trong cuộc sống chúng ta mà hầu hết ai cũng có thể thực hiện được. Và cái ngôn ngữ nói này nó chính là cái phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, lời ăn tiếng nói hàng ngày hay là khẩu ngữ của chúng ta. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ cái phong cách ngôn ngữ sinh hoạt này là gì. Thì đầu tiên là ngôn ngữ sinh hoạt, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm của chúng. Về phần trong cái phần khái niệm này thì sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta một đoạn trích và người ta yêu cầu chúng ta rằng thể hiện đúng giọng điệu mà đoạn trích đã ghi chép. Thì các em quan sát đoạn trích và các em để ý thì sau mỗi cái lời nói thì luôn có cái giọng, cái phần chú thích ở mỗi chữ màu trắng này để cho chúng ta thấy cái giọng điệu chúng ta cần đọc là gì. Thì bây giờ cô sẽ đọc này. Buổi trưa, tại khu tập thể X, hai bạn Lan và Hùng gọi Hương đi học. Hương ơi, đi học đi. Có im lặng. Hương ơi, đi học đi. Lan và Hùng gào lên. Gì mà ầm ầm lên thế chúng mày, không cho ai ngủ ngáy nữa à? Tiếng một người đàn ông nói to. Các cháu ơi, khẽ chứ, để cho các bác ngủ trưa với. Nhanh lên con, Hương. Tiếng mẹ Hương nhẹ nhàng ôn tồn. Đây rồi, ra đây rồi. Tiếng Hương nhỏ nhẹ. Gớm, chậm như rùa ấy, cô phê bình chết thôi. Tiếng Lan càu nhàu. Hôm nào cũng chậm, lệch ba lệch bạch như vịt bầu. Tiếng Hùng tiếp lời. Vậy là cô vừa thể hiện xong cái đoạn trích kèm theo cái tông giọng của từng cái lời nói. Và người ta yêu cầu gì? Sách giáo khoa yêu cầu rằng đây là một đoạn trích ghi lại cuộc đối thoại trong ngôn ngữ sinh hoạt. Ngôn ngữ sinh hoạt còn được gọi là khẩu ngữ, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hội thoại. Từ đoạn hội thoại đó, anh chị hiểu thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt? Và để chúng ta có thể tìm hiểu được ngôn ngữ sinh hoạt thì cô có 4 câu hỏi phụ để các em lần lượt bám sát vào đó để có thể hiểu rõ hơn thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt. Câu hỏi phụ đầu tiên đó chính là cuộc hội thoại diễn ra trong không gian thời gian nào? Cái thứ hai là các nhân vật giao tiếp là những ai và quan hệ giữa họ như thế nào? Cái thứ ba là nội dung, hình thức và mục đích của cuộc hội thoại là gì? Cái thứ tư là chính là ngôn ngữ trong cuộc đối thoại có đặc điểm gì? Và như các em quan sát thì những cái câu hỏi phụ này để cho chúng ta tìm thấy, để cho chúng ta tìm ra được cái ngôn ngữ sinh hoạt là gì, nó có một phần liên quan đến hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ cũng như là đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Thì cái hoạt động giao tiếp đấy nó cần có các nhân vật giao tiếp cũng như là thời gian, không gian, địa điểm diễn ra, nội dung, hình thức, mục đích của cuộc hội thoại. Đây chính là thể hiện cái mối quan hệ của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với cả hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Cái thứ hai là đặc điểm ngôn ngữ nói chúng ta sẽ tìm kỹ ở trong cái cuộc đối thoại là cái ở câu hỏi số 4 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Cuộc hội thoại diễn ra trong không gian, thời gian nào? Thì quay trở lại với đoạn trích thì ngay ở cái phần đầu tiên người ta đã nói buổi trưa tại khu tập thể X. Vậy chúng ta rút ra một cái kết luận ngắn gọn. Không gian là tại khu tập thể X, thời gian là vào buổi trưa. Câu hỏi phụ thứ hai là các nhân vật giao tiếp là những ai và quan hệ giữa họ như thế nào? Thì bây giờ quay trở lại đoạn trích. Và ngay ở phần đầu chúng ta thấy nhân vật giao tiếp đầu tiên, các nhân vật giao tiếp đầu tiên đó chính là Lan, Hùng và Hương. Các nhân vật giao tiếp thứ hai đó chính là một người đàn ông. Người này có thể là người hàng xóm. Và người thứ hai đó chính là mẹ Hương. Vậy những cái giữa những cái nhân vật này thì có mối quan hệ và cái vai giao tiếp như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ xem. Đầu tiên là các nhân vật chính có quan hệ bạn bè với nhau, đồng đẳng với nhau. Và về vai, về giao tiếp đó chính là Lan, Hùng, Hương. Vì Hùng với Hương đang, Lan với Hùng đang sang gọi Hương đi học nên chúng ta thấy được họ là những người học cùng lớp, là bạn bè với nhau trong cùng lớp. Thứ hai là các nhân vật phụ có quan hệ ruột thịt hoặc là quan hệ xã hội, cụ thể là mẹ Hương
là quan hệ ruột thịt với Hương, còn một người đàn ông với cả Lan, Hùng, Hương là có quan hệ xã hội. Và tức nghĩa hai người này, một người đàn ông với cả mẹ Hương là hai người mang trong mình vai bề trên và lớn tuổi Hương. Vậy chúng ta đã tìm hiểu xong các nhân vật giao tiếp và mối quan hệ giữa họ trong cái đoạn hội thoại này. Câu hỏi thứ 3, nội dung, hình thức và mục đích của cuộc hội thoại là gì? Đầu tiên là nội dung, báo đến giờ đi học. Hương với Hùng, Lan với Hùng đang sang gọi Hương đi học, thì tức nghĩa là hai người này đây đang sang để gọi Hương đi học, báo là đã đến giờ đi học rồi, Hương hãy nhanh lên để đi học. Thứ hai là về hình thức. Hình thức ở đây là gọi đáp. Hình thức gọi đáp tức nghĩa là ở đây các em quan sát thì có lượt lời qua lại giữa Hương, Lan và Hùng, cũng như là qua lại giữa người đàn ông và mẹ. Thì ở đây không phải là một văn bản truyền thống không, mà đây là một cái hình thức gọi đáp giữa các nhân vật, bởi vì nó đang mô phỏng lại cái cuộc hội thoại ở trong cái thời điểm lúc đó. Cái thứ ba đó chính là mục đích. Mục đích ở đây là để đến giờ đúng lớp quy định, để đến lớp đúng giờ quy định. Tức nghĩa là Lan với cả Hùng sang gọi Hương để mau mau chóng chóng đến lớp đúng giờ quy định, bởi vì nếu họ không đến lớp đúng giờ quy định sẽ lại bị cô tiếp tục phê bình. Và cái điều này chúng ta sẽ thấy là cô phê bình chết thôi, hôm nào cũng chậm. Tức nghĩa là cái việc này xảy ra hàng ngày, và mục đích Lan và Hùng sang gọi Hương để đi sớm hơn để không bị phê bình. Và chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ tư, cái câu hỏi cuối cùng. Ngôn ngữ trong cuộc đối thoại có đặc điểm gì? Bây giờ chúng ta quay trở lại thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát. Ơi này, đi này, ơi, chứ, gớm, ấy, chết thôi. Những cái từ này là những từ gì? Đây chính là những cái từ hô gọi tình thái, thể hiện cái biểu cảm. Những cái từ này nó thường được sử dụng trong cái lời nói, ăn nói hàng ngày. Và như các em quan sát thì trong những cái văn bản, trong cái văn bản văn học, những cái bản văn bản là ngôn ngữ viết ấy, người ta ít khi sử dụng những chứ, với, gớm, ấy, chết thôi. Bởi vì đây là những cái từ mang đậm cái đặc sắc ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, cái lời ăn tiếng nói hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh những cái từ từ hô gọi, những cái từ tình thái như thế này, thì các em cần chú ý những từ tiếp theo, đó chính là chúng mày, lạch ba lạch bạch. Cái từ gọi này, cái từ miêu tả này cho chúng ta thấy đây là những cái từ ngữ thân mật, xuồng xã, cái khẩu ngữ lời ăn tiếng nói hàng ngày. Bởi vì chỉ có những cái từ này mới được chúng ta dùng hàng ngày, chứ xuất hiện ở trong văn bản, văn ngôn ngữ viết thì nó cũng sẽ xuất hiện dưới những cái hình thức là cuộc hội thoại được ghi chép lại. Và những cái từ này mang đậm cái tính chất lời ăn tiếng nói hàng ngày. Và cái từ ngữ tiếp theo mà các em cần chú ý đó chính là Hương ơi, đi học đi, đây rồi, ra đây rồi, gớm, chậm như rùa ấy, hôm nào cũng chậm. Những cái câu này các em để ý có một sự đặc biệt, đó chính là những cái câu ngắn, câu tỉnh lược, câu đặc biệt. Bởi vì chỉ có những cái câu này chúng ta mới giao tiếp trong ngày. Bởi vì khi mà viết văn như chúng ta học ở bài trước, ở trong đặc điểm ngữ viết, thì trong cái ngôn ngữ viết người ta có thời gian để chỉnh chu, để sắp xếp, để chỉnh lại cái lời nói của mình sao cho nó hay, phù hợp, đầy đủ, đầy cái sự mạch lạc liên kết với nhau. Đối lập với ngôn ngữ viết thì ngôn ngữ nói họ bởi vì giao tiếp trực tiếp với nhau với khoảng thời gian ngắn, họ không kịp có thời gian thể rèn rũa cái ngôn ngữ, thế nên là họ dùng rất nhiều câu ngắn, câu tỉnh lược và câu đặc biệt. Vậy qua cái phần phân tích văn bản đoạn trích mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trong sách giáo khoa, thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận ngắn gọn về cái ngôn ngữ sinh hoạt, về khái niệm của chúng, đó chính là ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm, cảm đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống. Thì đối chiếu cái khái niệm này với cái đoạn trích mà chúng ta vừa phân tích ở trên thì đúng rồi, nó là lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đây là cái cuộc hội thoại giữa Lan, Hùng, Hương, mẹ Hương, người đàn ông về cái việc trong cái cuộc sống hàng ngày, về cái việc gọi Hương đi học là để trao đổi, đúng rồi, dùng để trao đổi, nghĩa là báo đến giờ đi học, dục Hương mau đi học lên thì không sẽ bị phê bình. Và lời ăn tiếng nói hàng ngày được diễn ra tại cái thời điểm không gian đấy giữa các nhân vật giao tiếp với nhau, và họ đứng cùng một không gian đối diện với nhau, có lượt lời qua lại. Và qua cái việc phân tích đấy thì chúng ta thấy được rằng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày mang đậm cái đặc điểm của ngôn ngữ nói, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó chính là các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Thì dạng biểu hiện đầu tiên đó chính là dạng nói.
là độc thoại hoặc là đối thoại. Dạng đây là cái độc thoại, à cái đối thoại này tức là người đối diện với những người, cái người giao tiếp với mình, các nhân vật giao tiếp đứng diện đối diện với nhau trong cùng không gian, trong cùng một thời gian, có lượt lời qua lại với nhau. Dạng thứ hai là cái đối thoại, tức nghĩa là tự bản thân mình nói chuyện với bản thân mình. Đây, cái dạng đối thoại này cũng tính là dạng ngôn ngữ sinh hoạt. Tiếp theo là dạng thứ hai là dạng viết. Cái này được thể hiện qua thư từ, nhật ký, hồi ức cá nhân. Thì cái thư từ này sẽ viết những cái lời hỏi thăm hàng ngày trao cho cái người bạn ở phương xa không thể đứng đối diện trực tiếp với mình được. Và cái thư từ này cũng mang đậm cái ngôn ngữ nói. Nhật ký hồi ức cá nhân cũng vậy, là ghi chép những cái sự kiện hàng ngày của mình. Thì đương nhiên trong cái sự ghi chép đấy cũng sẽ có những cái cuộc hội thoại diễn ra. Và ba cái dạng đấy chính là cái dạng viết của ngôn ngữ sinh hoạt. Cái dạng thứ ba của ngôn ngữ sinh hoạt đó chính là dạng lời nói tái hiện dưới dạng viết trong các tác phẩm văn học. Đây chính là cái dạng mô phỏng lại cái lời thoại tự nhiên và đưa chúng vào trong các tác phẩm văn học. Cái lời thoại này nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích sáng tác của tác giả, cũng như là khả năng sáng tạo và cái yêu cầu cái thể loại mà cái lời thoại đấy đưa vào trong văn bản đó. Thì ví dụ như là, ví dụ trong thơ thì những cái cuộc giao tiếp, đối thoại giữa các nhân vật trong thơ thì nó phải tuân thủ theo nhịp điệu vần, cách ngắt nhịp, cách ngắt câu ở trong thơ. Hay là trong tiểu thuyết thì các nhân vật ở trong tiểu thuyết, mỗi cái cuộc hội thoại, mỗi cái lời nói của họ phát ra đều gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái tính cách của nhân vật, cũng như là nội dung cốt truyện diễn biến của cái tiểu thuyết đó. Vậy chúng ta thể thấy rằng cái lời nói tái hiện dưới dạng viết trong các tác phẩm văn học này ảnh hưởng rất lớn đến cái đặc sắc nghệ thuật cũng như là nội dung của cái tác phẩm đó. Và qua đây thì cô đưa ra một kết luận ngắn gọn về các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Đó chính là ngôn ngữ sinh hoạt chủ yếu thể hiện ở dạng nói nhưng cũng có thể ở dạng viết. Trong văn bản học, lời thoại của nhân vật là dạng tái hiện mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày. Vậy chúng ta để ý có 3 dạng chính: dạng nói và cả dạng viết. Đặc biệt là cái dạng lời nói tái hiện kia là tái hiện mô phỏng lại cái ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày của cái nhân vật. Sau khi đã tìm hiểu xong phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ thì chúng ta đến với ghi nhớ sách giáo khoa trang 14. Hai cái ghi nhớ này cũng chính là hai cái kết luận nhỏ mà sau khi tìm hiểu mỗi cái phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ thì cô đã rút ra. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại là: ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm, đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. Cái thứ hai là ngôn ngữ sinh hoạt chủ yếu thể ở dạng nói nhưng cũng có thể ở dạng viết trong văn bản văn học. Lời thoại của nhân vật là dạng tái hiện mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày. Vậy là thông qua phần trên thì chúng ta đã tìm hiểu rõ thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt và các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 3 nhỏ là phần luyện tập để áp dụng những cái kiến thức mà chúng ta vừa học vào phần thực hành. Bài tập đầu tiên, bài tập A. Anh chị hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung của những câu sau. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu thứ hai là vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái câu ca dao một. Đầu tiên là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đầu tiên là ở câu lục, chúng ta thấy lời nói đây là cái tiếng nói mà phát ra hàng ngày của chúng ta. Nó chẳng mất tiền mua, tức nghĩa là cái lời nói này là tài sản chung của cộng đồng dân tộc, ai cũng có quyền sử dụng. Và lời nói này là của riêng, của bản thân, ai cũng quyền sử dụng cái đó và không có bị ngăn cấm, cấm cản bởi điều gì cả. Cái thứ hai là lựa lời, tức nghĩa là chúng ta sẽ chọn lựa cái ngôn ngữ mà chúng ta phát ra một cái cách linh hoạt, có cách suy nghĩ, có ý thức và phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, chứ không được gạt bỏ đi những cái điều mà mình vừa nói ra. Tiếp theo là vừa lòng nhau, tức nghĩa là sau khi chúng ta đã lựa lời một cách ý thức, một cái cách chọn lọc, một cách nội dung đã có rõ ràng thì tức nghĩa là những cái lời nói của chúng ta sẽ tôn trọng cái người nghe, thể hiện được cái sự vừa lòng với người nghe để tìm ra tiếng nói chung, không quá thiên vị, không quá bênh vực, nói ra những cái lời xu nịnh ở người nghe, hay là cũng không quá chê bai, không quá hạ thấp, cũng không quá làm nhục họ, và chúng ta giữ ở một cái thái độ
cân bằng ở giữa, làm sao để cho hài hòa, tùy vào nội dung giao tiếp, tùy vào mục đích giao tiếp và cũng là tùy vào cái đối tượng giao tiếp của chúng ta. Vậy qua cái câu ca dao này, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải nói năng thận trọng và có văn hóa. Cái điều này là một cái quy tắc ứng xử tối thiểu hàng ngày trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chuyển sang câu thứ hai. Vàng thỉ thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Thì ở đầu tiên là câu 6, vàng, người ta thử cái độ vàng, độ sáng hay là cái sự thật, cái chất liệu thật của vàng bằng cách là thử qua lửa, thử qua than. Còn chuông để thấy được nó có kêu hay hay không, nó có tiếng, nó có vang, có to hay không thì người ta thử bằng tiếng. Vậy chuông và vàng ở đây là hai cái vật chất có thể kiểm tra bằng các phương tiện vật chất, cụ thể đây là lửa, than và tiếng, và cho ra một cái kết luận tường minh. Kết luận tường minh này cho chúng ta thấy cái vàng mà chúng ta vừa thử xong liệu có sáng, có đúng cái chất lượng vàng không, hay là cái chuông mà chúng ta vừa thử thì cái tiếng kêu của nó có to, có vang, có hay hay không. Và qua cái cách thử này chúng ta sẽ kiểm tra được cái sự, cái chất lượng của cái sự vật chất đó có đủ đạt yêu cầu hay không. Cái tiếp theo, người ngoan ở đây. Người ngoan ở đây tức là tác giả dân gian đang muốn nhấn mạnh đến cái khía cạnh phẩm chất và năng lực của con người. Nhấn mạnh đến cái khía cạnh không phải là cái bề ngoài mà là cái bên trong, cái phẩm chất, cái suy nghĩ, cái năng lực của con người đó. Và thử lời ở đây tức là xem cái lời ăn tiếng nói hàng ngày của người đó là một cái thước đo nhận biết cái trình độ, cái nhân cách quan hệ của người ngoan đối với những người xung quanh. Bởi vì qua cái lời nói đấy chúng ta có thể thấy rõ được cái suy nghĩ, một phần nào suy nghĩ của người ngoan, cũng như là cái cách mà họ giao tiếp với người đối diện cho thấy rằng họ đối xử quan niệm như thế nào đối với người giao tiếp. Vậy qua cái câu ca dao này chúng ta đưa ra một cái lời kết luận ngắn gọn, đó chính là lời nói cũng là một cái dấu hiệu thể hiện nhân cách phẩm chất của con người, cũng là một cái bộ mặt thứ hai để cho chúng ta thấy rõ con người bên trong, cái cách suy nghĩ, cái cách ứng xử của mình đối với những người xung quanh. Chúng ta chuyển sang câu B, ý thứ hai ở trong bài này. Trong đoạn trích dưới đây, ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào? Anh chị có nhận xét gì về việc dùng từ ngữ ở đoạn trích này? Thì chúng ta cần phải, sau khi mà chúng ta đọc xong đoạn trích, chúng ta cần phải trả lời được rằng ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào. Các dạng mà chúng ta đã học ở trước có 3 dạng. Thứ nhất là dạng nói, dạng viết và dạng lời nói tái hiện ở trong các tác phẩm văn bản văn học. Và sau khi đã chỉ ra các dạng thì chúng ta cần nhận xét về việc dùng từ ngữ. Liệu cái việc dùng từ ngữ ở đây nó có thể hiện được cái đặc trưng, cái khái niệm mà chúng ta đã đưa ra ở ngay phần đầu về ngôn ngữ sinh hoạt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn trích đó. Ông Năm Hên đáp: sáng mai sớm, đi cũng không muộn, tôi cần một người dẫn đường đến ao cá sấu đó. Có vậy thôi, chừng 1 giờ đồng hồ là xong chuyện. Sấu ở ao giữa rừng, tôi bắt nhiều lần rồi, bà con cứ tin tôi. Xưa nay bị sấu bắt là người đi ghe xuồng hoặc ngồi rửa chén giữa bến. Có bao giờ sấu rượt người ta giữa rừng mà ăn thịt? Tôi đây không tài giỏi gì hết, chẳng qua là biết mưu mẹo chút ít. Theo như người khác thì họ nói đó là bùa phép để kiếm tiền. Nghề bắt sấu có thể làm giàu được, ngặt tôi không mang cái thứ phí, mang cái thứ phú quý đó. Cực lòng biết bao nhiêu khi nghe người, khi nghe ở miền rạch giá Cà Mau, nay có nhiều con rạch ngã ba mang tên đầu xấu, lưng xấu, bảo xấu. Sau này hỏi lại tôi mới biết đó là nơi ghê gớm. Hồi xưa lúc đất còn hoang, rạch cà bơ he đó cũng là chỗ xấu lộ nhiều. Người miên sợ xấu không dám đi qua nên đặt tên như vậy. Cũng như phá Tam Giang, chuông nhà Hồ của mình ngoài Huế. Đây là văn bản được trích ở trong tác phẩm Bắt Sấu Rừng U Minh của tác giả Sơn Nam. Vậy, khi mà chúng ta biết đây là một cái đoạn trích, một cái cuộc hội thoại, cái lời nói được trích ra ở trong một cái tác phẩm, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái dạng biểu hiện ngôn ngữ sinh hoạt ở trong cái đoạn trích này, đó chính là viết dưới dạng viết của một tác phẩm văn học tái hiện lại cái cuộc hội thoại hàng ngày về việc đi bắt cá sấu, đúng không? Bởi vì nó trích ra ở trong một cái văn bản. Và cái thứ hai là để nhận xét được cái từ ngữ của đoạn trích này thì chúng ta cần phải tìm hiểu, biết rõ cái nội dung của đoạn trích
cái cuộc hội thoại đây là gì? Nội dung ở đây đó chính là nói về cá sấu và việc bắt cá sấu. Bây giờ về từ ngữ, chúng ta sẽ quan sát cái văn bản. Đầu tiên là những từ ngữ mà các em cần chú ý. Tôi, bà con, tôi, mình. Chuông nhà Hồ của mình ngoài Huế. Đây là những cái từ ngữ xưng hô vô cùng gần gũi thân mật. Cái việc sử dụng cái từ ngữ xưng hô gần gũi thân mật tôi, bà con này cho chúng ta thấy các nhân vật giao tiếp ở trong cuộc hội thoại này gần gũi với nhau, bởi vì họ là cùng người, cùng sinh sống tại cái vùng miền đất đấy. Và cái việc xưng hô gần gũi với nhau cũng cho chúng ta thấy được mối cái quan hệ thân thuộc, quen biết giữa các nhân vật giao tiếp. Thứ hai là mà các em cần chú ý về mặt từ ngữ, các em cần quan sát, đó chính là có vậy thôi, chẳng qua là, cực lòng biết bao nhiêu. Đây chính là những cái câu nói, những tiếng được sử dụng trong hàng ngày. Chúng ta gọi đó là khẩu ngữ. Bởi vì những cái từ này, vậy qua, chẳng qua là, cực lòng, nó ít khi xuất hiện ở trong các tác phẩm văn học. Khi mà không tái hiện lại cái cuộc hội thoại thì những cái từ này rất ít khi được xuất hiện. Cái thứ hai là sử dụng nhiều từ ngữ địa phương Nam Bộ. Đó là lý do vì sao cô có thể nói rằng cái đoạn trích này, cái lời hội thoại này của ông Nam Hên mang đậm đặc sắc, mang đậm cái chất Nam Bộ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái từ ngữ địa phương của Nam Bộ. Thì ở đây có một số từ tiêu biểu, ví dụ như nghe này, chén, rượt, cái từ này cuối, quý, phú quý, đúng không? Và những cái từ này nó sẽ có nghĩa như sau. Chén là bát, rượt là đuổi, ghe là thuyền, phú quý là quý. Cái thứ hai là ở đây người ta sử dụng rất nhiều câu ngắn gọn, tỉnh lược, những như câu hỏi, câu cảm thán, có vậy thôi, hay là chừng một giờ đồng hồ sau là xong chuyện, đúng không? Rất nhiều câu cảm thán. Và những cái câu tỉnh lược phối hợp với câu cảm thán, câu hỏi, câu trần thuật này, thì việc cái kết hợp những cái câu này cùng với những cái từ ngữ, cái xưng hô này cho chúng ta thấy văn bản mà vô cùng sinh động, được gần gũi, tái hiện như kiểu đang ở ngay cạnh chúng ta. Bởi vì đó chính là những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày. Mà bên cạnh đó, những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày được tái hiện lại trong cái văn bản này mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, cụ thể ở đây là Nam Bộ. Và bên cạnh đó cũng khắc họa được đặc điểm riêng của nhân vật Nam Hên, tức là cách ông đi bắt cá sấu, cách ông coi nói chuyện về vấn đề cá sấu, về cái việc mà cá sấu rượt bắt người ta như thế nào. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô và các em vừa tìm hiểu xong khái niệm của ngôn ngữ sinh hoạt cũng như là các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Và ở bài học tiếp theo, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt tiếp theo, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn những cái đặc điểm, những cái tính đặc điểm đặc trưng cơ bản của phong cách này. Bài học chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.